So we're leaving the Korean town, so we just finished eating over there. So say that. Oh, có chứ. Nó nằm đi vòng vòng chút xíu gặp. Tại gần mãi mà đi xe tại em thôi. Đây có 5-10 phút mà đóng xe. Em đi bộ đây. Không, tại xe thì khi mới taxi á, taxi nó không có chở đâu. Tại thường thường nó đi mà 170 nó không có lấy đâu. Tại vì thường nó đi chứ còn 300 nó không. Hiểu không? Thường nó hỏi lên xe ngồi nó hỏi 300 nhưng mà là có mấy chục xe, mấy chục bát nó có lấy đâu, nó có đi rồi. So we're here at the Sukhumvit number 10 right here. Sukhumvit number 8 and 11. Đụng anh đi bên kia đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
It's an natural station. That's the Arab Street. Tuk tuk. Hip shop. No, kabukap. Qua bên đó ha. Welcome Thai food, seafood. Hello, my friend, my brother. Get kebab. So this is a Arab street for her. Everything Arabs, food, everything, services. Hotel.